mẹ. Hôm nay ba sẽ tặng cho mẹ một món quà bất ngờ. Muốn nhận không? Muốn không? Nè, bây giờ nhìn nha. 1, 2, 3. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Happy Valentine mẹ. Đây là món quà bất ngờ nhất. Mình đừng có đòi hỏi quà gì hết. Đây là món quà bất ngờ nhất. Đi nấu đồ ăn cho món quà bất ngờ này đi. Thương quá đi, thương quá đi. Sao vậy? Sao em cười vậy? Không có hợp tác với tôi vậy trơn à? Trời ơi, tôi tặng món quà bất ngờ mà. Kỳ quá hà. Thương lắm đó. Không có Valentine làm héo gì hết á. Cái món này mới là bất ngờ nè. Món này mới là bất ngờ nè. Không có... Đây mới là món quà bất ngờ. Bất ngờ nhất nè. Rồi.